tôi gọi con bạn thân qua nhà chụp ảnh. Hello. Ok, bây giờ mình sẽ quay cái trend này nhé. Khoan, hình như cái trend này nó phải quay hai người hay sao mọi người ơi. Thôi để mình nhắn tin cho bạn mình thử nha. Nghĩ sao khi mình vỗ tay cái nó xuất hiện. Ok, thế để mình vỗ thử nha. Hello bạn. Ủa, sao tới nhanh vậy? Dùng cái hụt viên đó. Ôi, vậy luôn. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Ok, thì bây giờ mình đã có đồng đội rồi nè mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu lại cho mọi người bạn của mình nha. Rồi, giới thiệu đi. Hello mấy bạn, mình là Phương Vi. Bạn không có thân Rồi, thì hôm nay là tụi mình sẽ quay một cái trend makeup bạn thân rất là dễ thương mà mình mới vừa coi trên TikTok. Thôi, bây giờ mình quay luôn nha. Few minutes later. Mặc như cái mâm. Đúng vậy. Thì nhìn chung thì da bạn mình cũng khá là đẹp và cũng không có khuyết điểm gì hết. Nên là chắc là đợt này makeup nó sẽ cũng không có tốn quá nhiều cái kem nền. Nào này ha. Bây giờ mày cứ ấy một lượng nhỏ cái mày chấm 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 lên ta rồi mày bắt đầu mày tán ra. Con chó hết đạo quá. Mày làm tao khóc luôn nè. Ủa nãy lại sao vậy? Mày thấy cái không, nó dễ bấm hơn đúng không? Đó là lý do tao cứ bấm ở ngoài đây thôi, tao sợ vô thịt tao. Phụ quá bấm vô bên trong á. Brand trang sức éo. Yeah.
xong rồi mình sẽ đi thay đồ. Đã vừa make up cho nha xong rồi thì bây giờ mày thích phong cách gì? Không biết nữa, thì mày muốn chụp sao? Không biết luôn. Tao không biết. Bây giờ tao cho mày chọn thì mày chọn đi. Vậy random đi. Ok, random. Rồi, bây giờ tao hát 2000 years later. Tại chưa xong mày chờ xử lý. Thì bây giờ tụi mình sẽ chọn ra 4 hay 3 mày? Tùy. Bây giờ mình sẽ chọn ra 4 phong cách đi ha. Đầu tiên là phong cách sexy. Thứ hai là bánh bèo. Thứ ba là cute. Và cuối cùng là Ngầu. Ok. Xong rồi bây giờ tụi mình sẽ bấm con mình, tụi mình sẽ chụp hình theo phong cách nào nha. Ngầu. Mình sẽ bấm cái nút tròn này để cho tụi mình sẽ chụp hình theo phong cách nào nha. Ok, thì bây giờ tụi mình sẽ bấm coi tụi mình sẽ hợp với phong cách nào nha. Không hề dàn dựng. Thì đây là một cái clip mình không hề dàn dựng. Bây giờ tụi mình sẽ chọn phong cách bánh bèo để tụi mình chụp hình nha mọi người. Đầu tiên thì tụi mình sẽ đi thay đồ và cũng như là chỉnh chàng lại đầu tóc. Ok, bye bye và hẹn gặp mọi người sau một giây nữa. Mấy giờ rồi? Và bây giờ là 12:22 và tụi mình sẽ đi chụp hình nha mọi người. Ok. Vài chen tụi mình đã
tôi được dành cho bản thân nhưng thứ trọn vẹn anh muốn em phải có. Ngày mai sẽ khác, con tim từng bể nát, anh mất cả linh hồn và còn mọi thể xác. Anh có lâu đài cát, còn em thì xa hoa, em là giải ngân.